Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế trong tuần qua cùng với Tiến Dũng. Và trước hết, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường khoán đóng cửa thì Dow Jones lên được 50 điểm, hiện tại là 26.778 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 18 điểm, hiện tại là 8.098 điểm. S&P 500 thì lên 0.92, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 2.976 điểm. Tin ở nốc 10 năm là 1.55%. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.66%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Dầu thô đóng cửa ở mức 56 đồng 56 xu cho một thùng dầu thô. Giá vàng quốc tế hiện tại là 1.515 đồng 60 xu cho một ao. Giá vàng Việt Nam hiện tại mua vào là 42.150.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.480.000 đồng cho một lượng. Một Mỹ Kim hiện tại đổi được 23.250 đồng Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin nói về công ăn việc làm. Đây là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc Bộ Lao động đưa ra vào hôm thứ Năm vừa rồi. Và cái ngày chấm dứt vào ngày 31 tháng 8 thì con số này tăng lên 1.000 người nữa, hiện tại là tổng số 217.000 người. Và Bộ Lao động cũng cho biết rằng đây là con số mặc dầu nó tăng lên 1.000 nhưng vẫn còn rất là thấp. Trong khi đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại chỉ có là 3.7%. Và số người mướn vào trong tháng 8 là 130.000 người. Đây là underestimate của những người kinh tế gia. Họ cho biết rằng con số này có thể là 170.000, nhưng tháng 8 thì mướn vào chỉ có 130.000 mà thôi, so với năm 2019 là con số này thấp hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì họ cũng cho biết thêm có thể trong cái thời điểm mà tháng 8 đó là những người chủ hãng xưởng họ đi vacation và họ report cái con số này thì nó không có được chính xác cho lắm, và chúng ta chờ cái tháng tới đây cái report có sẽ rõ ràng hơn cái thưa quý vị. Và trong đồng thời cái số người thất nghiệp đã tăng lên 1.000 người, con số này nó không có đến nỗi quan tâm lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng là Federal có thể mở cửa cho đến khoảng tháng tới đây vào 2 ngày meeting. Thì có thể họ cho biết rằng nó có thể rằng giảm khoảng quarter nữa thôi, tức là 0.25%. Nhưng mà cái điều này không phải như là Tổng thống Donald Trump trông đợi những lần mà ông đã được phỏng vấn đó. Thì ông nói rằng cái lãi suất phải được cắt là 1.even, tức là 1 chấm chứ không phải là quarter như là những ngày tháng vừa qua thì Federal Reserve đã cắt giảm cái thuyền. Và quý vị biết rằng ông Powell, cái người vừa nói chuyện đó là chủ tịch quỹ liên bang, ông thấy già hẳn cái gì nhớ không? Trước đây thì ông Bernanke, rồi sau đó bà Janet Yellen, bây giờ đến ông Powell thì ông không có, ông mặc dù ông cái lời nói ông đưa ra đó là rung linh cả thị trường chứng khoán toàn nước, toàn quốc luôn, toàn thế giới, nhưng mà ông không phải là người quyết định. Có rất nhiều cái board director ngồi xuống để quyết định chung với nhau. Tổng thống có quyền làm áp lực trên ông, nhưng mà ông phải bị áp lực bởi một cái khối đông của bên quỹ dự trữ liên bang, thưa vị. Và là nhớ là cái điều này không phải một mình ông quyết định được, nhưng mà trong những ngày sắp tới đây có thể là cái quarter point sẽ được cắt giảm. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái trade deficit, tức là về thâm thủng thương mại mậu dịch. Cái số mà thâm thủng đã giảm đến 2.7% là khoảng 54 tỷ cho cái tháng vừa rồi. Đây là cái điều mà rất tốt, thưa vị. Bộ Thương mại cho biết là cái thâm thủng này nó giảm 2.7 khi mà cái trận chiến gọi là cái kinh tế, trade war giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì làm cho xuất nhập khẩu của hai bên nó giảm lại. Trước đây là tháng 7 là 53.5 tỷ và con số này có thể giảm nữa trong những ngày sắp tới. Và cái export to China, tức là cái hàng hóa của Hoa Kỳ xuất khẩu qua Trung Quốc đó, thì nó giảm 3.3%. Trong khi đó thì cái số nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ cũng giảm rõ rệt, và con số này họ nói rằng nó giảm đến 2.7%, quy ra tiền thì chỉ còn có 53.5 tỷ mà thôi quý vị. Và đồng thời cái họ nói rằng cái thương mại này càng kéo dài như vậy đó, thì dùng cái từ mà hơi cách mạng là cái sự rạn nứt tình hữu nghị giữa đôi bên, tức là Hoa Kỳ và Trung Quốc, không ngưng tại đó. Quý vị nhớ rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ cũng có một cái thuế trên những mặt hàng của châu Âu. Và hiện tại bây giờ cái người mà bị gần như là bị mít lòng nhiều nhất á, bên khối châu Âu á, là Đức, quý vị. Đức cũng bị mít lòng cho ở Hoa Kỳ rất nhiều, bởi vì xe của Đức là phải nói rằng rất nhiều loại xe mắc tiền đã nhập vào Hoa Kỳ và bây giờ cũng phải chịu một mức thuế. Trong khi đó tuần lễ vừa rồi và Chủ nhật tuần rồi, chúng ta nhớ là khoảng 12 giờ AM là bắt đầu thuế được áp dụng lên 112 tỷ những mặt hàng của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng đập lại 90 mấy tỷ những hàng hóa của Hoa Kỳ và điều 75 tỷ.
xin lỗi 75 tỷ là 5-10%. Và cái điều này đã làm cho phải nói rằng trước đây thì không có, tức là ông Tổng thống Donald Trump nói rằng khoảng December 15, nhưng mà bây giờ sau khi bị Hoa Kỳ làm như vậy thì ông lánh thuế luôn vào khoảng 112 tỷ trên những hàng hóa như là, như ta thấy, đồ chơi, rồi những cái ngay cả tã con nít, ngay cả đồ ăn hay là grocery vân vân. Và cái số còn lại, vì cái tổng số là 300 tỷ lận, cái số còn lại là trên gần như là khoảng 100 mấy chục tỷ nữa đó, là vào 15 tháng 12 tới đây. Và cái điều quan trọng là trong cái lúc mà phỏng vấn đó, thì họ nói rằng nếu mà hai bên mà đấu đá như vậy, tức là trâu bò hút nhau, thì ruồi mũi chết, tức là những người dân sẽ trả thêm số tiền. Trước đây, ví dụ như ta trả một cái điện thoại 1.000 đồng, cái iPhone đi, thì bây giờ chúng ta phải trả là 1.150 đồng, ví dụ 15% tiền thuế, hay là chúng ta trả 30% thuế là 1.300 đồng, vân vân. Và nhưng mà không có bị affect bởi những cái lời nói hay những cái lời gọi là chỉ trích. Tổng thống Donald Trump ngay lúc phỏng vấn cũng nói rằng nếu ông nhận được vào cái gọi là cái term thứ hai đó, thì ông sẽ làm mạnh tay hơn nữa, chứ không phải như hiện tại bây giờ, các quý vị. Wow, cái điều đó tôi nghĩ rằng, phải nói rằng, mặc dù thấy rằng cái bất lợi là về người dân tiêu xài, consumers, nhưng cái lợi đó là thấy là nó nằm trong một cái khoản về chính trị nhiều hơn là cái về cái kinh tế, các quý vị. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng đã có một cú điện thoại, và chúng ta biết rằng ông gọi là ông phó thủ tướng Liu He là ông cũng đã gọi vào cái tuần lễ vừa rồi, vào khoảng thứ tư, thì ông có cái cuộc điện thoại vào Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là ông Steven Mnuchin và ông đại diện thương mại Hoa Kỳ là ông Robert Lighthizer. Và ba người này đã nói chuyện với nhau và họ quyết định rằng khoảng đầu tháng 10 sẽ có cuộc gặp mặt lại ở Hoa Kỳ. Cái điều này là họ cho biết như vậy thôi, nhưng mà sau lưng đó thì có những cái thông tin rò rỉ rằng có thể họ sẽ gặp trước cái tháng 10, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Facebook. Wow, Facebook phải nói rằng trong một thời gian cách đây gần một năm thì họ cũng đã bị mang tiếng rất nhiều khi họ bán cả mấy trăm triệu cái thông tin cá nhân của người dùng Facebook. Nhưng mà mới đây nhất cái tuần lễ rồi thì chúng ta cũng nhớ tất cả trang mạng truyền thông đều nói hết những cái điện thoại mà chúng ta để trên cái Facebook đó bắt đầu bị rò rỉ ra. Nếu mà quý vị quay trở lại ngược lại từ khoảng vài năm đầu tiên đó mà quý vị xài Facebook đó, thì Facebook bắt quý vị phải để cái phone number vào. Mà khi chúng ta để cái phone vào đó, cái số phone number vào, thì họ tag cái password lại cho quý vị. Và cái số phone của quý vị đã nằm trên cái Facebook. Và bây giờ những số phone đó vẫn còn nằm trong cái data của Facebook. Và Facebook đã rò rỉ những cái số phone này. Và quý vị biết rằng cái số phone quý vị để trên Facebook đó là phải số phone thiệt. Và khi họ lấy số phone, cell phone quý vị rồi, họ mới gửi cái tag lại cho quý vị để một cái password để chúng ta có thể sign in vào cái Facebook. Và khi cái phone này bị rò rỉ ra bên ngoài đó, thì chắc chắn rằng sẽ có những cái scam. Tôi nhớ là chúng ta nhận những cái scam liên tục. Và cái số phone này không biết rò rỉ là tự Facebook làm rò rỉ hay là họ đã bán cái thông tin. Riêng về cái số tổng số mà số phone hiện tại bây giờ Facebook rò rỉ ra là 419 triệu. Trong khi đó Hoa Kỳ là 133 triệu, 18 triệu là Anh. Và trong số 419 triệu này, Việt Nam có đến 50 triệu cái account, của thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe hơi của Hoa Kỳ. Phải nói rằng trong cái những năm gần đây đó, quý vị nhớ là đến mùa hè đó là có những cái chết thương tâm đã xảy ra, và đặc biệt những em nhỏ, những infant mà chúng ta quên trong xe đó. Và điều này đã làm cho Hoa Kỳ bắt đầu có một sự lưu tâm đặc biệt đến cái dòng xe năm 2025. Vì khoảng 6 năm tới đây thì trong thời điểm này thì Hoa Kỳ bắt buộc những hãng xe, khoảng 20 hãng xe phải gắn một hệ thống báo động vào cái back seat, cái ghế sau đó. Khi chúng ta đặt cái ghế, cái car seat của đứa nhỏ vào cái ghế sau đó, thì chúng ta khi cài cái dây an toàn lại, thì cái dây belt, seat belt đó nó sẽ engage với lại một cái hệ thống báo động. Khi mà chúng ta bước ra khỏi xe mà cái belt nó vẫn nằm như vậy đó, thì nó sẽ báo động, nó sẽ la lên. Thì người cha mẹ thấy là cái đứa con mình còn để quên, thì họ phải quay qua lấy đứa con mình ra. Còn nếu không ngồi trong cái car seat đó, thì đứa nhẹ trẻ phía sau phải seat belt. Và khi xuống xe mà quên cái seat belt của nó đó, thì cũng kêu la, rồi thì cái người cha mẹ này nhớ là đứa con mình đang ngồi trong xe. Và họ theo hiện tại bây giờ thì những cái device này đó, cái component này phải gắn riêng rời, và họ sẽ đặc biệt chế tạo riêng những chiếc xe. Và theo cái thông tin mới đó thì họ cho biết rằng GM, rồi Ford, rồi Volkswagen, rồi Toyota, Hyundai, Honda, những cái công ty xe lớn này họ đã đặt mua cái thiết bị này rồi, thưa quý vị. Vì nó sẽ giúp cho mỗi năm như vậy sẽ rất nhiều đứa trẻ sẽ thoát cái cảnh mà chết ngợp hay là chết nóng trong xe.
khoảng gần 18 năm gần đây đó là có trên 800 đứa trẻ con infant đã bị chết trong cái xe mà bị đóng cửa và bị nóng như vậy. Điều này rất là thương tâm. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thịt bò, các quý vị. Một cái thịt bò, cái pack đó tên là American Beef Packers, họ đã recall khoảng 24.428 pound thịt bò, là tương đương 12 tấn. 12 tấn thịt bò này bị recall cái lý do vì cái đơn giản là không có đủ tiêu chuẩn cho người tiêu dùng. Tiêu dùng thấy lần đầu tiên mà đọc cái bản tin rằng nó không có nói chính xác là thịt bò này bị cái gì. Họ chỉ nói là thịt bò này nó gọi là nó unfit for human consumption, tức là nó không có đủ chất lượng để người dân tiêu thụ. Và họ yêu cầu recall hết cái pack nào mà nó cứ để lên cái chữ mà chúng ta thấy American Beef đó, như trên màn hình chúng ta thấy đó, thì chúng ta phải trả lại hay là dùng thùng rác. Họ yêu cầu là nếu mà có ăn nửa chừng rồi thì dùng rác đi, đừng ăn nữa. Và cái số thịt bò này đã xuất xưởng vào ngày 21 tháng 8, và theo như Bộ Nông nghiệp cho biết rằng ăn thì nó không đến nỗi tệ lắm, có thể là nó không có đủ tiêu chuẩn chất lượng thôi, nhưng mà cũng không phải nói là E. coli hay là Salmonella thì rất nguy hiểm, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến dòng xe hơi bị recall. Cái xe recall kỳ này là xe Ford, khoảng 550.000 cái xe Ford ở Mỹ bị recall. Và cái xe truck đa số có những dạng như là 2018-2020. Cái xe đời mới nhất mới ra khỏi hãng, hôm nay 19 rồi, mà cái xe đời 2020 F-150 đã bị recall. Rồi chiếc xe Super Duty Truck 2019 đến 2020 cũng bị recall. Cái xe Explorer SUV 2018-2019 bị recall. Cái xe Expedition 2019-2020 SUV bị recall. Cái lý do vì cái back seat, các quý vị, cái ghế sau, băng ghế sau lưng á, khi mà đụng xe hay là bị accident á, thì cái ghế này nó không có phải là nó dướng lại mà nó bật ra đằng trước luôn, rất rất là nguy hiểm. Và họ yêu cầu quý vị nào có những cái xe này thì đợi khoảng 7 tháng 10 tới đây thì hãng xe Ford sẽ gửi ra, sẽ randomly gửi thơ ra đến quý vị, vì sẽ đem xe đến sửa. Vì nếu mà một lần đến như vậy đó thì sẽ rất là mất thời gian, người ta không có đủ thời giờ. Và đây cũng là cái bản tin cuối cùng của phần 1. Tiến Dũng xin quý vị đừng rời màn hình của Việt TV qua một phần thông tin thương mại. Tiến Dũng sẽ trở lại phần 2, nhiều phần hấp dẫn hơn.